Xin chào cả nhà thân thương, ngày hôm nay lại trở lại với cả nhà. Buổi trưa thì đi ăn món mễ, sau đó về nhà relax một chút, sau đó thì lại đến một cái quán bar này. Quán bar này thì nó cũng nằm sát cái mé biển luôn, gọi là một cái eo biển, rồi cũng có rất là nhiều tàu thuyền ở đây. Đó, một cái quán bar, cả nhà thấy nắng không? Và bây giờ da Haspo nó thành là cái làn da gọi là da trâu rồi, đen thùi lùi rồi. Thậm chí mình dùng một cái loại mỹ phẩm, bây giờ là da mặt nó không có đánh gì hết, chỉ có đánh chống nắng thôi. Nhưng mà buồn cười, có một cái loại mỹ phẩm mà Estée Lauder Haspo dùng một cái tông mà nó gọi là cái tông màu nude, màu da. Buồn cười, mình đánh lên nó chỉ mịn thôi, nó không có lên màu luôn, tại vì nó đã tiệp với cái màu da của mình rồi. Đó, thì quý vị cũng biết là ở bên này người ta rất là chuộng cái làn da ngăm, chứ người ta ngăm mà làn da nó phải khỏe nha, chứ không có phải là da sần sùi thì người ta lại rất chuộng. Thì nói một chút như vậy thôi để bào chữa cho cái đen thùi lùi của mình. Còn bây giờ thì sẽ vào trong cái quán bar này, giới thiệu với cả nhà xem là cái quán bar này nó thú vị như thế nào nhé. Đó, thực ra đây là một cái hòn đảo rất là nhỏ thôi, cho nên là Haruko thì cảm thấy nó hơi buồn một chút, cho nên là cũng không có thích sống ở đây đâu, chỉ có thích đi biển. Thì đi ở đây cũng là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời, vì bãi biển nó rất là sạch và cũng rất là dễ tắm, và chúng ta có thể tổ chức bạc chi ở biển cũng không ai dòm ngó gì. Đó là một cái ưu điểm của nó, cho nên nhiều người ta cũng đến đây. Và từ Austin đến cái hòn đảo này thì nó cũng không quá xa, đi chạy xe hơi khoảng 3 tiếng đồng hồ. Và nhất là cái đại dịch Covid này thì chúng ta cũng hạn chế đi du lịch ra khỏi nước Mỹ hoặc là đi khỏi tiểu bang. Chính vì như vậy cho nên là gia đình Haruko vẫn lựa chọn cái hòn đảo ở đây. Giá cả nó cũng phải chăng. Thứ hai nữa là chúng ta có thể đi xe hơi, cũng tiết kiệm được cái tiền vé máy bay. Và biển thì cũng rất là tuyệt vời. Biển thì Haruko đã quay nhiều rồi. Và bây giờ chúng ta hãy vào trong quán bar này nhé. No dog. Đó. Ai có dog thì lưu ý nhé. Mà thôi đi chơi thì cứ để dog ở nhà, dắt theo chi cho nó mệt người ra. Đó. Cái mô hình của quán thì cũng rất là đơn giản thôi. Đó. Có những cái dù. Rồi có một cái quầy bar. Có một cô em xinh đẹp. Còn sát ở đây thì nó có một cái quán nó hơi ồn đó, rất là nhiều tàu thuyền ở đây. Wow. Có khi mình phải đi một vòng ra bên ngoài để mình đó. Còn mô hình một cái quán bar thì như vậy, nó cũng rất là đơn giản thôi. Cô này rất là dễ thương nha, mặt cổ đẹp lắm. Beautiful girl. I like her. Wow, I like you. Thank you. Mô hình rất là đơn giản này đúng không cả nhà? Và cái chỗ này có vẻ như là một cái sân khấu buổi tối, có thể hát hò ở đây. Đó. Và bây giờ chúng ta thử đi một vòng vô đây đi. Vô cái chỗ này. Cái chỗ này thì nó sẽ đi ra rất là nhiều cái tàu thuyền. Mùa thu thì khách du lịch người ta đến cũng không nhiều lắm, tại vì người ta sẽ đi vào mùa hè. Mùa hè sẽ là vacation, mùa hè học sinh nó nghỉ học, người ta cũng đi nhiều nữa. Ở đây cũng có những cái bàn ngồi. Hay là chỗ này nó cũng là cái chỗ gọi là khách sạn ta. Nói chung là không biết nữa. Đó, cả nhà thấy không? Một chân trời, một thế giới của tàu thuyền. Ông xã nói là mình thuê một cái tàu á thì $300 cho 8 người đi. Thực sự là nó mắc hơn ở Sao Paulo. Sao Paulo thì chỉ cần mua một cái vé $20 là có thể đi ngắm cá, ngắm cá voi này kia, rẻ hơn. Đó. Wow, một thế giới của tàu thuyền. Đó, cái này chắc là cái ghế để cho người khách ngồi chờ khi người ta lên tàu thuyền á. Nhưng mà thấy đậu ở đây nhiều có vẻ là không có nhiều người đi hả ta? Không lẽ mình nói cái từ ế thì nó hơi kỳ. Để mình, đây là một cái eo biển á,
Nó là một hòn đảo nhỏ, xung quanh là biển, cho nên là nhà khắp nơi chúng ta đều có thể sát biển. Ồ, thì đây, cái này nó mỗi một ô nhá, nó để một cái tàu thuyền nhá, rồi nó có một cái cầu gỗ để người ta bước lên. Kính thưa các loại, và một cái tàu này chắc cũng mắc tiền lắm nha. Đó, để đi xa tới kia xem cuối cùng cái tàu này là cái gì. Đó, cái tàu này nó có vẻ bự này. Rất là nhiều tàu thuyền ở đây, quá trời luôn. Phải nói là nhiều vô số luôn. Mình chỉ quay lại cho cả nhà xem thôi. Đó, oh my god. Cái tàu này người ta còn để rất là nhiều cái hình đầu lâu kia nữa. Phong cách của Halloween. Rất là nhiều thứ hay ho ở đây. Gần quán bar này ngồi cũng rất là thú vị. Và sát cái eo biển này cho nên ngồi nó mát lắm. Mà người ta cũng phụ thêm mấy cái quạt nữa cho nên nó càng mát mẻ. Mình thử đi ra, không biết họ có cho ra không ta. Thực sự là không thấy có ai ở đây hết, mình cứ đi thôi. Biển một bên và em một bên, đừng có rớt cái bún vào dưới nhá. Họ làm chắc chắn lắm. Ôi, cái tàu này nó mới bự này. Cái tàu này chắc là mắc tiền đó nha. Có khi cũng cả mấy trăm nghìn đô la một cái tàu đó nha cả nhà. Phía xa kia là một cái căn nhà sát biển, cái kia nó cũng có dạng như là hotel á. Cái này là mình đang cầm điện thoại mình quay bằng tay, hy vọng là nó sẽ không bị rớt cái tõm, hy vọng là không có xui đến mức như vậy. Đó, phía xa kia cũng là cái condo á. Phía sau cái tàu quý vị thấy cái lấp ló mấy cái nhà nó che không, mấy cái nhà không, đấy là cũng là dạng condo á. Ở đây người ta thuê condo nhiều lắm, tại vì condo quý vị có thể là gì, có vẻ có thể là được nấu ăn đó, quá tuyệt vời luôn. Và mình thấy một cái tấm bảng 89 đô la một người. Wow. Đó, có rất là nhiều trò chơi ở đây nè. Nhưng mà mùa hè chắc là khách du lịch nhiều, người ta chơi nhiều hơn. Còn đây cái gì đây? 35 đô la, combo 50 đô la. Chơi cái trò này có vẻ cũng rất là thú vị phải không cả nhà? Đó, cả nhà thấy cái view đằng sau đẹp không? Đó, Hasco đi ở góc này thì phát hiện ra ở đây cũng có rất là nhiều cái tàu đẹp. Lại tiếp tục quay cho cả nhà xem. Đó, cái view này các cô mà đứng chụp hình thì xuất sắc luôn. Mà tại Hasco tự biên, tự diễn, tự selfie cho nên chắc nó chỉ có nhiều cái hình đó, nó cả cuộc đời nó sẽ có cái hình có kiểu đó, tại vì selfie nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà khi quay video cho cả nhà xem thì cả nhà sẽ thấy đây là những cái hình ảnh mà các quý cô sẽ rất là thích. Đó, cả nhà thấy đẹp không? Đẹp không? Đẹp xuất sắc luôn. Và bây giờ sẽ mời cả nhà tiếp tục xem video của Hasco nhé, để xem tàu thuyền ở đây nó neo đậu và những cái thuyền sang chảnh trị giá cỡ 200.000 đô la Mỹ đó đã đẹp như thế nào nhé. Rồi mời quý vị tiếp tục xem video nhé. À, đây không phải là hotel mà là một cái nhà hàng. Nhưng mà ngày hôm nay họ cũng đóng cửa. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, rất là nhiều nhà hàng đóng cửa. Đó, thì họ cũng phải có ngày off chứ. Cũng giống như những tiệm nail á, họ hay chọn ngày thứ ba thì ở đây cũng vậy. Nhưng mà cái quán cà phê buổi sáng ngày hôm nay hay cô đi á thì họ chọn ngày mai là ngày off. Đó.
Còn mà lúc nãy là hai cô đi từ cái cổng này vô đúng không? Đi từ cái cổng này vô thì mình đi thẳng xuống đây. Mình đi thẳng xuống đây thì nó có rất là nhiều tàu thuyền đó, hai cô vừa quay. Còn bên này thì cũng là tàu thuyền nữa. Bên kia cũng là một cái chỗ để mọi người ngồi chờ, để mọi người đi tàu thuyền ở đây này. Đó. Còn bây giờ chúng ta rẽ vào đây là chúng ta rẽ phải. Thì nó cũng có những cái căn nhà sát biển như thế này. Những căn nhà sát biển như thế này nó rất là thú vị nhá, mà rất là mắc tiền đó. Nhưng mà thành phố này hai cô không có thích ở, chỉ thích đi chơi vậy thôi. Tại vì mình đi chơi có vài ngày thì mình relax, không có vấn đề gì hết. Đó, cái chỗ quý vị chỗ này đẹp quá. Để chút nữa quay trở lại chụp hình. Quên mất không cầm theo cây Sophia cho nên chụp hình nó cũng hơi bị ý ẻ. Hai cho cô đi chơi thì tự chụp hình thôi, tự selfie. Nói chung là cả đời có mỗi kiểu hình đó thôi. Tại vì không có ai chụp cho mình hết. Ông xã thì ôi dồi ôi, trông chờ chỉ là mấy cái ông đàn ông chụp hình cho mình. Mấy ông đàn ông chụp hình cho mình thì vừa ngắn, người thì xấu xí. À, muốn chụp hình đẹp phải có thể có bàn tay lành nghề. Wow, đó cả nhà thấy không? Có cái cổng màu trắng đẹp quá. Đó, một thế giới của tàu thuyền. Trời ơi, mấy cái tàu này có cái tàu nào cũng phải mấy cái tàu bự, nó có thể lên tới 200.000 đô la Mỹ đó nha cả nhà. Ông xã mình thì có một cái điều ao ước là về già có tiền mua một cái chiếc tàu. Một cái chiếc tàu để mình đi chơi, rồi mình không đi chơi thì mình cho thuê, kiểu như thế đó. Người Mỹ người ta ở làm và người ta tận hưởng cuộc sống. Tại vì bản thân mỗi người ai cũng tự lập cánh sinh hết, không có ai nương tựa ai, không có ai giúp đỡ ai. Cho nên là nếu mà con cái có tiền của cha mẹ để lại thì đương nhiên là một cái điều tốt. Nhưng mà không có thì họ cũng tự lập cánh sinh, không có ai nhờ vả ai cả. Và cũng không có ai nặng gánh cho ai, cho nên là họ kiếm được tiền thì họ cứ tận hưởng cuộc sống vậy thôi. Nó khác biệt với cái văn hóa của chúng ta. Con cái thì phải báo hiếu cho cha mẹ cả về vật chất và tinh thần nữa. Và ở đây thì người ta chỉ báo hiếu về tinh thần thôi. Cái này là cái chỗ gì nhỉ? Có vẻ nó như là cũng nhà hàng, cũng là cái quán đó, nhưng mà không thấy ai hết. Có thể là ngày hôm nay nó cũng đóng cửa. Thôi mình đứng ngoài quay thôi, mình cứ tùy tiện vào thì nó cũng kỳ. Tại mình không xác định được là quán đang mở cửa hay là không mở cửa. Phía xa kia cả nhà có thấy một cái quầy bar đó không? Hazuko nghĩ rằng hôm nay nó cũng đóng cửa đó. Còn phía xa kia thì đó đang xây condo đó. Wow. Những cái condo đó là cũng mắc tiền lắm, phải mấy trăm nghìn đô la một căn đó. Thôi, ta cứ đánh liều một phen, ta cứ đi vô đây ta quay hình. Tại vì mình quay hình thì cũng không sao đâu, không có làm gì đâu. Đẹp quá. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. À, Hazo nghĩ đây là nhà hàng ạ. Nhà hàng sát biển này cũng xuất sắc lắm ạ. Trời ơi, những cái tàu đánh cá, những cái tàu đi câu cá phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Phải tầm 200.000 đô la ấy, chứ không ít đâu. Hoặc ít nhất cũng 150.000 đô la một cái tàu đó. Tàu càng đẹp càng xuất sắc, càng sang chảnh thì càng mắc tiền. Quá. À, hôm nay có hai anh, chắc người ta đang sửa tàu. Người ta đang sửa tàu á. Beautiful. Phía xa kia có ghế, có cái gì, có cái dù ngồi để mà đợi, để mà xuống tàu nữa. Wow, beautiful đây. Beautiful. Wow. Bên trong bong tàu này cả nhà thấy không? Đẹp không? Đáng đồng tiền bát gạo. Đó. Rồi bắt đầu những nàng mặc bikini à, sexy ở đây à, phơi nắng ở đây, vui chơi ở đây. Đó, ở phía xa kia cũng có một cái nhà hàng cũng rất là đẹp luôn.
Rồi, vậy thì hai cô sẽ đi, nếu mà đi theo cái đường luồng này này, từ đây, từ đây đi từ cái đường luồng này, từ đây kéo sang đây, kéo sang đây, kéo sang đây là sẽ đến cái nhà hàng kia luôn. Nghĩa là chung quanh này nó bao quanh nhà hàng luôn. Phía sau thì là hai cái condo rất là lớn mà mới xây cho nên nó cũng rất là đẹp. Cho nên khu vực này là đáng đồng tiền bát gạo chứ không có phải là giỡn chơi đâu. Đây những cái tàu này đẹp quá. Con tàu này phải 200.000 đô la Mỹ. Đẹp xuất sắc. Còn phía xa kia là chắc người ta đang sửa tàu ạ. Đó, nhiều khi người ta có tàu xong người ta cho thuê. Và khi nào người ta sử dụng thì người ta sử dụng. Người ta trao lại cho một cái đơn vị chuyên cho thuê tàu. Rồi người ta ăn chia phần trăm. Đẹp quá. Thật là xuất sắc. Đó, Hasco vừa giới thiệu đến với cả nhà một thế giới tàu thuyền ở đây mà không có thấy bóng dáng người nào hết. Hay là mùa thu nó ế nhỉ? Mình nói như thế cũng hơi kỳ. Nhưng mà cảm giác rất là thú vị khi có những cái ngày mà chúng ta không phải làm việc, không nghĩ gì hết, vacation thôi. Và trong lúc này thì có rất là nhiều tin tức drama rất là hot. Nhưng mà thôi, đang là vacation cho nên là tạm gác lại để cho trọn vẹn một cái kỳ nghỉ. Và cảm ơn cả nhà đã xem video. Chúc cho cả nhà có nhiều niềm vui và gặp nhiều bình an trong cuộc sống. Và hy vọng rằng cái đại dịch này mau chóng qua đi để trả lại chúng ta cuộc sống bình yên như vốn có. Và cả nhà đừng quên like và subscribe cho channel của Hasco nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video sau. Đó, ngày hôm nay Hasco đã có một cái quán bar rất là tuyệt vời. Và cái cô gái ở đây này, mặt cô rất là xinh và cô làm việc rất là tốt nhé. Một mình cổ luôn, một mình cô quán xuyến cái quầy bar đó luôn. Mà luôn tay luôn chân, không có lúc nào ngơi nghỉ. Và lúc mình vào thì chỉ có 2-3 người thôi. Nhưng bây giờ thì quá trời luôn, họ ngồi quanh cái chỗ này. Tại vì cái chỗ này nó ngồi nó mát lắm. Nó mát rượi à. Nó mát rượi tại vì phía đằng sau của nó là gì? Là rất là kế bên gọi là cái eo biển á, thì nó có nước, có hồ, có nước biển này. Rồi vì nó là cái eo biển mà, cho nên là cái nước từ đó lên nó cũng đã làm mát rồi. Rồi cái view cũng rất là đẹp. Đó. Và hai cô cũng đã quay video dài hơn mười mấy phút cái khung cảnh này gửi lên cho cả nhà. Nhưng mà nói thêm với cả nhà là cái cô này á, cái cô làm ở cái quầy bar này này, cô rất là tháo vát. Cô rất là tháo vát luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và gặp nhiều bình an. Và hy vọng rằng cái đại dịch này qua đi để trả lại cho chúng ta cuộc sống bình thường nhé.